Ơi chào cô chú anh chị yêu thích sưu tầm. Đây một thể loại bro, một con ếch tin nha. Ếch tin nó có gãy một vài lá như thế này, một vài lá này nó không ảnh hưởng gì, giật vẫn ok. Đây. Ui cái lọc gió đó, mọi người. Cái dòng này thì không biết anh chị cô chú có biết hay không, nó cái kiểu dáng như là 080 090 độ, mọi người hiểu không? Cái này nó có cái nắp ở phía sau nữa này mọi người, mà hình như nó bể rồi. Em thấy cái này là em nghĩ nó bể rồi, có cái dấu bể mới chứ không phải là lâu đâu. Cái này chắc về chắc công ấy mọi người, nó đi nó bể. Chế độ còn nha, chế độ còn đầy đủ này nha, ốp lam đẹp, làm rồng uy tín được, to chặt quá. Cái lam này chắc 8 tấc luôn, lam này 8 tấc, làm chuột làm 8 tấc. Cái bô uy tín không, nhìn cái bô uy tín không, con này em nghĩ chắc gọi là 080 090 gì. Mọi người search lên Google thử nha, tại vì nó có bán hiện tại ở trên thị trường luôn, nó có bán mới luôn nha mọi người, nhưng mà ở Việt Nam mình không có dùng đâu. Việt Nam mình hình như là nó có hồi trước nó có bán mấy Trung Quốc nhái gì sao. Còn ở tin xịn này nó có bán mới này nha mọi người, nó có mới nha chứ không phải là không có mới nha. Thì em bán, nói chung mình làm hàng này chỉ bán tính chất để anh em sưu tầm thôi, chứ còn cái loại này nó xỉ gỗ bao VIP. Mọi người lên Google xem mấy cái video mà nó dùng con máy này xì gỗ bao VIP luôn. Hơi giật hơi nha. Ui trời nó khiếp lắm. Về xem chụp giật lại. Về xem cái lò xo tí. Lọc gió uy tín vãi thiệt. Ok. Con này bán cái lam trượt này 8 tấc này cả triệu nha mọi người, chứ không ít đâu, tìm mua không có đâu, do nó dùng cho ít tin này, mình dùng cho ít tin 381 đồ cũng được nha. VIP không rồi, chuông đồ còn ok nha. Đó. Nó chỉ thiếu cái gì mọi người, nó chỉ thiếu cái nắp thôi. Nắp. Rồi con này để cho con này, để cho 1 triệu nha. Đó, anh em sưu tầm cái bô độc lạ Bình Dương. Cái kiểu dáng này thì mọi người search Google nó có nhiều lắm, nhưng mà ở nước ngoài sử dụng không, Việt Nam mình không có dùng đâu, ít ít có lắm. Rồi 1 triệu nha.